trước. Biết đâu phó thôn chúng đấy thì sao? Phó thôn thì hơi xa. Ôi giời, giờ xa mới chết chứ. Công an nhà đây ở quanh vùng thôi. Bây giờ nó phải xét trước. Vậy là bọn có tiền án tiền sự đấy phải không? Mày có lấy không? Em không, lần này em không lấy. Em không lấy thì bằng chứng ngoại phạm ở đâu? Không lấy mày đi đâu? Thì khai em đã là em đi bắt cá ở cộng đồng rồi, biết hôm nay rồi, thế còn thằng này em không em ở nhà, cái gì sẽ ý được có thôi rồi. Triệu tập chứ không phải, triệu tập đến bọn kia lên nè, đóng cửa dầm phát vào, tối đen xì vào. Mấy quả nó cho xin mấy quả rồi, ăn mấy quả thì mới nâng vào cái này. Nói chung là bằng bây giờ cứ vặt hai quả hai tay thì chẳng ai ta bảo gì. Vặt thoải mái, kiểu sất bao đi được không phải rồi. Đừng biết đấy, bắt được ăn trộm ổi không? Nè. Còn cháu xin mấy quả. Ở đợt trước còn mất rồi, mới quả không ăn ở đây nhưng nặng hết, không có gì không? Cầm cái túi bóng khoảng 20 cân đi là không đúng rồi. Túi cắm chân thẳng đấy. Nè. Cháu xin mấy quả gì sao không bao thế này? Mấy quả sợ phải đúng bao. Không chạy đi đâu nổi. Tất cả cái tình nghi và bị theo dõi thì mới bắt.